Anh em và các bác, thì các bác có biết dòng máy kích cá nào nổi tiếng nhất tại Việt Nam và được anh em ưa chuộng và sử dụng nhiều nhất không? Đấy, thì hôm nay em tiếp tục lên một con hàng, đố các bác đoán được con hàng này là con hàng gì khi em chưa nói tên nhá. Đấy, các bác nhìn từ xa có nhận ra không? Đấy, rất là khó. Thì nếu mà bác nào mà chơi những cái dòng máy kích cá nhiều thì mới nhận ra được con này nhá. Thì đây là con Samut 3008G bản nâng cấp đáp mạch chính hãng ở bên em. Đấy, anh em nhìn nhá, toàn bộ chất mạch này. Đây, tắt điện thì nó hơi lóa. Đấy, em tiến hành nâng cấp hết toàn bộ chân mạch này các bác nhá. Các bác nhìn mạch nước này em đắp cẩn thận để anh về đánh cáp và đánh vật bền nhất có thể. Thì con này em trả hàng cho bác khách ở trên Thái Nguyên nhá. Đấy, bác đặt bên em một con Samut 3008G thì những cái dòng này nó chuyên về cá trắng rồi. Em sẽ cho các bác xem công suất của nó nhá. Đây, đánh này, thử này. Tải 2200W nhá. Đấy, sáng quắc nhá. Thì cái dòng máy kích cá này thì công suất nó rất là lớn rồi. Đấy, tụ đầu ra của nó thì được bên em nâng cấp hết lên rồi, 450V 1000 UF nhá. Đấy, còn tụ băm của nó là 6 tụ băm 8 UF, 2 cảm E65 sáng choang luôn. Đấy, 2 biến áp E65 nhá. Thì cái dòng này nó chạy tổng cộng 32 phép. Đấy, anh em nhìn nhá, test máy này. Đấy, cực kỳ đẳng cấp luôn. Thì nó chuyên về cá trắng, tiếng máy thì cực kỳ êm và nhỏ rồi. Tần số của nó là 65, 75, 50 để chuyên đánh cá trắng nhá. Đấy, thì máy này đi đánh thì tiếng nó rất là êm, ban đêm thì nó không có động. Đấy, đánh cực kỳ sướng luôn, hợp nước, gọi nước ngọt trong ngọt đục thì đánh bao phê các bác nhá. Đấy, cấu hình rất khủng, máy móc thì được bảo hành uy tín, cam kết với các bác hàng chính hãng. Nếu mà phát hiện hàng nhái rồi tặng máy về hoàn tiền nhá. Đấy, hàng chính hãng từ công ty Samut. Kẹp đồng cực to nhá. Đấy, em đang test 2200W sáng. Thì con này mà siêu thông minh, cải tiến rất là nhiều thứ, thì các bác có thể tham khảo tần số đánh 65, 75, 28. Đấy, tiếng máy nó rất êm nhá. Con này chạy điện áp DC 12V các bác. Đây, thì con này em sẽ chỉnh tần số để đánh kéo cáp này, kéo cáp nước chảy nhá. Chỉnh tần số này, kéo cáp nước chảy đây các bác ơi. Kéo cáp nó chảy 65. Nút đầu tiên chỉnh tần số, nút thứ hai chỉnh độ rộng, nút thứ ba chỉnh bấm sung. 65, 100 và 60 chuyên kéo cáp nước chảy, anh em đạp xuôi theo chiều nước nhá. Đó, cá chạy thì tăng tần số lên một chút, còn cá nó chết liệm thì giảm đi nhá. Đấy, mỗi vùng nước một khác nhau. Bóng sáng quắc luôn anh em ạ, công suất rất lớn thì gửi đi cho anh Giai Thái Nguyên thì máy móc test cẩn thận luôn. Đấy, tính em rất cẩn thận về máy miếc các thứ, là tí em còn bọc cả ni lông cho các bác luôn, sạch sẽ về các bác dùng để đảm bảo chất lượng máy nó tốt nhất có thể nhá. Đấy, bán hàng bằng cái tâm luôn. Đấy, thì em sẽ quay hệ thống quạt làm mát đây, nó có hai quạt làm mát các bác nhá. Đấy, và ba dơ le này. Đấy, ba dơ le nhá, quên bật cái điện lên cho sáng nhỉ, các bác nhìn nó tối quá quên mất. Đấy, đây, con này đánh cá trắng thì khỏi nghĩ rồi anh em ạ, Samut. Ok nhá, thì các bác tham khảo dòng máy này 12V để đánh cá trắng, đánh vật và đánh cát nhá. Đấy, các bác nào mà cứ hợp với vùng nước, đánh hợp với Samut thì cứ Samut mà chơi nhá anh em nhá, đẳng cấp luôn, rất man máy. Ok, chào các bác.